các bạn. Và mình đã quay trở lại với cái phần tiếp theo ha, tức là cái phần mà mình sẽ vào trong cái máy này để mình hấp cái tóc, để làm cho cái tóc nó nóng lên á, rồi nó sẽ cái dưỡng chất hồi nãy mình trát lên tóc nè, cái dầu hấp tóc á, thì nó sẽ cọng tóc nó sẽ nóng lên, và cái tinh chất đó nó sẽ hấp thụ vào cái cọng tóc ha, cho nên mình sẽ phải ngồi vào cái máy này ha. Rồi ok, ok nhé. Rồi và bây giờ mình sẽ vào đây ngồi nha các bạn. Cẩn thận xíu. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi ở trong này khi để cho cái hơi nóng á nó bốc lên ha. Rồi cái tóc mình nó sẽ nóng lên, rồi cái tinh chất nó sẽ thấm vô ha. Đó, bây giờ bắt đầu cái hơi nước bắt đầu nó bốc lên rồi các bạn. Thì cái máy này á, cái máy này là nó sẽ xài bằng hơi nước nè. Nè, đây là hơi nước nè, đó. Hơi nước, rồi mình sẽ dặn cái thời gian khoảng là 10 đến 15 phút ha. 10 đến 15 phút thì bắt đầu hơi nóng bắt đầu nó bốc ra nè, đó. Thì cái khoảng thời gian đó nó sẽ đủ cho cái cọng tóc nó nóng lên, nó nở ra, để cho cái chất hấp dầu nó sẽ thấm vô cái cọng tóc, để mà làm cho cái cọng tóc nó có thể mềm mượt lại hết các bạn. Đó, đây các bạn có thể xem ha. Đó, các bạn thấy khói nó bốc ra không? Nè, đó là hơi nước đó các bạn, hơi nước nó bốc ra. Thì cái này á mình làm mình ngồi trong đây thì cho khi nào mà khoảng 10 phút 15 phút á, cái máy nó tắt rồi bắt đầu mình sẽ ngồi một xíu, mình đợi để một xíu để cho cái tóc nó nguội lại xíu á, nó hết nóng rồi bắt đầu mình sẽ đi xả lại với nước lạnh ha. Mình sẽ không có gọi xà bông nữa, mình chỉ xả lại với nước lạnh. Vậy là xong rồi hết các bạn. Đó, các bạn có nghe cái nó sôi lên không? Cái nước nó sôi lên á. Nó sôi lên như vậy để cho nước nó nóng, hơi nóng nó sẽ bốc ra ha. Nè, các bạn thấy không nè. Đó. Thì nếu mà mình xài hấp dầu mà cái loại này là cần phải có bỏ vô cái máy để hấp, còn những cái loại mà mình hấp lạnh á, tức là mình chỉ trát lên rồi mình đợi một khoảng thời gian rồi bắt đầu mình sẽ đi gọi lại, thì cái đó nó cũng ok các bạn. Thì các bạn cũng có thể xài cái loại đó, hoặc các bạn muốn xài máy thì các bạn phải mua cái máy như thế này. Nhưng mà mình thấy á, xài máy như thế này thì cái nó sẽ nhanh hơn, ý là cái cọng tóc nó sẽ làm cho các bạn cái cọng tóc nó sẽ nhanh mượt hơn ha. Đó thì hồi nãy giờ là khoảng được 5 phút rồi các bạn, thì chuẩn bị xong rồi đó, thì chút nữa mình sẽ xong rồi mình sẽ đợi một xíu rồi bắt đầu mình sẽ đi gội đầu nha.